Không cần biết, về đi. Bán xong rồi tôi không chịu trách nhiệm gì nữa. Mang về, mang về. Lựa đi cho người ta còn bán. Gà chua xong uống à. Ai mua gà thịt chạy khỏe đến đây nào. Gà chua hờ ráp đây. Gà em, gà nhá. Anh bán gà. Gà em ơi. Gà bao tiền cân anh? Gà 15.000 cân, gà ngon. Cực sĩ luôn, riêng gà của anh. Không ở đâu có. Sao đắt thế? Mọi lần em mua có 10.000. Mà về được mấy hôm nó đâu hết cả ra mà chả dùng được. Đấy, mua 10.000 thì làm sao mà dùng được. Ngài riêng cà của anh nó ra cả. Em cầm thử. Em bóp chưa? Em đã thấy cà của anh chưa? Người đang nhiều nhá. Em mua nó hơi đắt một tí. Nhưng anh cân thì cực kỳ đủ. Đấy, chứ còn cái loại cân đồng hồ là nó hay điều chỉnh lò xo. Em làm sao nhá. Lấy cho em 1 cân nhá, mở hàng nhá. May mắn xinh tươi này. Cà của anh cũng em chỉ vào siêu thị sẽ mua 20.000 là cũng mua được. Cân cân nhá, cân đủ nào, không thiếu nhá. Cân đủ, cân của anh đỉnh. Đâu cân đâu? Đây. Đấy, đây, đây, đây. Em nhìn cái độ lắc này. Đấy, cho em chỉ đúng 1 cân. Em thấy không? Riêng cân của anh không thiếu 1 ly 1 lai nào. Nói về bao tiền? Có đến 15.000. Xin tươi, anh lấy giá rẻ. Đây, em chịu khó ngày nào ra mua cho anh cả nhá. Đảm bảo da em trắng nõn này. Vitamin A nhiều lắm á. Em ơi, khách nhớ nhà hàng nhá. Lần sau cứ cà gói rồi mua nhá. Này. Từ đâu tới đây đấy? Biết đây là đâu không? Nhiều người qua lại bán được hàng mà. Này, chị nói cho chú biết nhá. Đất có tổ công, sông có Hà Bá. Biết địa bàn của ai đấy không? Này thì chú cũng nói cho chị biết nhá. Riêng chú từ Nam ra Bắc không thể nào sợ chú nhá. Động khẽ một cái là ngã ngay ra đây mà từ giờ đến chiều cũng dậy luôn. Đấy làm đi. Mà thằng này nhá, ngày bé đấy, hồi 4 tuổi đã học Ngụy Xuân Quyền rồi đấy. Năm ngoái ở đâu nhỉ? Ở cái vỉa hè bên kia kìa. Cũng có một đứa có béo gấp đôi này cơ. Động vào thằng này một phát nhá. Biết gì chưa? Chuyện xin hai mắt dưới xin hai hòn, hai là số đầu đấy. Cà đấy em ơi, cà ngon cà rẻ chạy khỏe đến đây nào. Em xin lỗi anh, em có một chuyện muốn hỏi anh nhá. Dạ, cũng phải tốt cơ. Nói anh. Là cái cà chua nhà em ấy khổ lắm, từ sáng đến giờ em bán được mỗi 1 cân mà nó còn vừa ra trả em kìa. Anh có cách nào hộ em với cà này cả. Em ăn cà cà ấy. Ừ, cà nào. Em mua mấy cân? 10.000 một cân thôi. Cà nhà mình nó lại sạch thế này nhỉ. Ui. Cà thì nó lại thơm như thịt như này. Này. Ui, còn ngon nữa nhá. Cà sạch. Không chất bảo quản. Con một ăn luôn. Cắt ăn sống một nửa và một nửa đắp mặt. Cảm ơn nhiều anh ơi. Riêng con chú mua nhá. Anh lấy giá cực kỳ ưu đãi. 50.000 cân. Ủa ôi, ông bị điên à? Ủa, ông bán 4.000 cân, ông bán 50.000 cân. Cái gì mà ông trợn mắt há mồm như thằng bị bóp cổ ấy. Tôi bị điên anh này, tôi mới bán 50.000 đấy. Tôi phải gà đâu mà. Này, tôi không phải gà cho nên tôi mới bán thế. Tôi đi sao kia mua riêng cả này nhá. Tôi nói chú nghe nhá. Buổi tối thắp đèn bắt từng con sâu một. Dưới cả này nhá, phải tưới bằng nước khoáng Coca. Đúng không? Đây này, ăn này. Tôi nói tóm hoa mặt này. Không mua. Em ơi, hoa quả đỏ. Em ơi, không phải nói gì đâu. Hoa quả đỏ nhá, ăn vào nghỉ vitamin A. Một nửa ăn, một nửa đắp mặt. Trời ơi, ba em chẳng nghĩ xinh. Đưa nhà anh, anh người xinh. Anh tặng em đúng cân. Anh tặng cân, không biết là anh nhớ tặng cân. Đây đây, nhìn cân này, nhìn mặt cân này. Đây là nhìn cái mặt cân này. Đấy, cái này là cân 2, đúng cân. Tặng em. Hãy về rừng mà nhớ mãi cả. Này, tôi có người yêu sinh như này nhá, tặng hẳn tạ cà luôn. Cân cà, gắn đo. Anh bắt tay em cả. Đây, cùi bắt. Đi, 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 em bắt 50.000 à?
chẳng lấy nó bảo 50.000. Đi đi đi. 80 nhỉ? Đi 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 đi. Lần sau đến đây có tạ cà em ơi. Ui. Anh rồi. Đây may là được 6 lạng cà 50.000. Đấy gọi là kỹ năng bằng. Đúng không? Mình sinh nó. Cái nó sinh là một. Cái của mình không dậy như nào, ăn vào như nào nó thật. Ngồi với cái trên đài cũng ghê ghê. Chưa bán được mà. Đấy giờ anh chưa? Nhá là sau cô cứ thế bán nhá, bán hàng. Bởi vì anh như thế là không lớn rồi đấy. Đi nhá. Vâng vâng em chào anh. Đi nhá. Đi bán nhá. Thế đó. Cũng có con mua bao nhiêu? Con đi được 1 cân à? Mình sinh viên mới tới đây đúng không? Dạ vâng, con là sinh viên mới nhập học ở đây ạ. Ừ, sinh viên cô Thương đấy. Bán cho 20.000 1 cân thôi đấy, 20.000 nhá. 20.000 1 cân à? Gà rẻ chạy khỏe đến đây nào. Sắp ra miếng nhá. Cô mày bán cà chua ở đây là nổi tiếng luôn ấy. Đây. Nhưng mà đắt quá. Gà rẻ chạy khỏe đến đây nào. Gà rẻ như chó nào. Bao nhiêu một cân cà chua ở chú? Cháu sinh viên nhỉ? Vâng ạ. Đúng là 8.000. 8.000 à? 8.000 nhá, dạ cân vâng. Nhá. Dạ vâng. Lấy, cháu lấy 1 cân hay nửa cân nào? Dạ cháu lấy 1 cân ạ. À. Cháu lấy 1 cân à? Dạ. Chú cân cho cân hả? Nhưng mà cái hai lạng kia là đúng ạ. À, nhá. Cháu về cháu bày lên một cái đĩa thật đẹp. Cháu chụp ảnh vào xong cháu đưa lên Facebook và bảo các bạn chia sẻ nhiều vào. Bất cứ bạn nào có chia sẻ xuống đây cho bạn. Ừ, thế chú hả chú? Thế thôi. Nhá đây. À, cháu nhìn nhá, cân này. Đấy, một cân nhá. Cái quả này là quả khuyến mại này. Đấy. Nhá, về nhớ chụp ảnh đăng lên Facebook nhá. Rồi chia sẻ. Và có một chú dâu dâu bán cà rất rẻ. Cà rất ngon. Đúng không? Ừ. Học giỏi nhá. Dạ. Học giỏi nhá. Bảo các bạn chia sẻ với mức tiên đảng lên. Này nhá. Ông bảo tôi thế nào hả? Mà ông lại bán như thế. Vừa nãy là tôi đã dạy cô về cái kỹ năng bán hàng đúng không? Ờ, sao? Cô có học không? Tôi chả làm theo đâu con tí. Cô học nhưng cô học chưa hết. Ngoài đời nó là thiên biến vạn hóa. Ta phải tùy theo từng hoàn cảnh. Nói chung là nó phải nhờ vào cái này này. Ơi. Cái này này. Nhờ vào cái thái dương chứ gì? Không phải, cái trong này này mới là cái quan trọng. Cái hộp sọ chứ có cái gì? Thế, trong hộp sọ nó có cái gì? Vừa nãy tôi dạy cô học rồi. Nhưng mà đây hôm nay tôi giới thiệu với cô tuyệt chiêu bán hàng nhá. Cô nhìn lên kia, cả một dãy ký túc xá sinh viên kia. Một cái ô kia là một phòng. Mỗi phòng kê 8 cái giường đôi. 16 đứa công nhân bằng kia cái ô cửa sổ. Bao nhiêu đứa mà mỗi đứa mua của tôi 1 cân cà. Rồi lúc bây giờ cả một đoàn xe tải chở cá đây cũng không đủ cà bán. Và dài nữa. Nói chung là cả họ nhà tôi, cả quê nhà tôi ra đây bán cà. Có biết cách kiểu bán đấy là gì? Cách đấy nó gọi là tuyệt chiêu bán hàng. Cô Thương ơi. Ơ chị. Cô Thương, đây em đây. Đây, gớm những thứ cô gửi tôi mua cả rồi đây. Tôi phải tranh thủ mang đồ về nhà xong mới sang mang sang cho cô đấy. Đấy, dưa chuột rồi là lạc này. Lạc ngon lắm nhá. Mà khiếp, dạo này là người vợ đảm quá đấy. Chị suốt ngày thấy ở nhà cơm cơm nước nước, nhà nhà cửa cửa. Mà này, chính ra thế tôi thấy này hay đấy. Cứ ở nhà cơm nước xong ăn uống điều độ, trong người là có da có thịt rồi đấy và sinh ra đấy. Ui dồi ôi. Cô uống nước đi. Dạ vâng, chị uống đi. Em chỉ được mấy ngày nghỉ như thế này thôi, nên là phải tranh thủ, phải nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Đấy, thế nên là mới phải nhờ chị là đi chợ tiện mua đồ cho em để em về em nấu cơm. Không sao, mua cái gì cứ ới chị đằng nào chị cũng đi chợ ngày 2 buổi mà chị mua về cho. Dạ. Đỡ phải đi ra cho nó chết nắng ra. Dạ. Mà này chị bảo. Sao? Xem nào, làm đứa nữa đi không? Em là em cũng mong có đứa nữa lắm rồi. Thế nhưng mà anh Quân nhà em, anh ấy bảo kế hoạch phải sang năm khi nào anh ấy lên cái chức trưởng phòng thì anh ấy mới sinh thêm đứa nữa được. Ui giời, thế à? Là anh Quân bảo à? Dạ. Thôi này thôi, có khi chị đi về đây. Mà khổ thế chứ. Sao? Không biết là... thôi đi. Ok kìa, khổ quá, có gì mà cứ... Thì là... Làm sao? Thực ra là có chuyện, chị có chuyện này. Nhưng mà không biết là...
có nên nói hay không. Ấy, nghe chị nói mà em thấy hình như là chuyện quan trọng sao ấy. Quan trọng chứ. Thì nói ra. Nhưng mà thôi đi, thôi chị đi về. Ôi đi kìa, chứ mình đã đến đây rồi, chị em với nhau còn gì mà phải giấu nhau. Chị cứ nói ra em nghe xem nào. Ôi, nói ra mà chả may cô không hiểu ý tốt của chị thì chết. Chả may mà nhà cửa hay là vợ chồng lại lục đục chết chị đấy. Sao lại nhà cửa lục đục là như nào chị? Trời ơi, chị xin nói luôn này. Này, sáng nay nhá. À mà không, vừa xong chứ, tí nhớ nhầm chết rồi. Làm sao? Vừa xong, suýt nữa nhá. Chỉ một nước nữa thôi là chị bắt được tận tay ông Quân nhà em đi với gái. Ôi trời, chị nhầm ai chứ, ông Quân nhà em không bao giờ ông ấy đi với gái luôn. Đấy. Em là vợ ông ấy, em mới hiểu mà. Tôi nói mà, có bao giờ tin lời tôi đâu. Này, thế có đúng là ông Quân nhà cô là sáng nay là đi làm là mặc quần âu áo sơ mi đúng không? Sơ mi là cộc tay. Vâng. Đi cái xe Everblade đúng không? Vâng, thì nhà em có cái xe Everblade mà. Đấy, mà biển số xe là cái gì à? 299... Đúng rồi. Thôi thôi, thế chị nhìn thấy ở đâu hả chị? Đấy, tôi đã nói mà, suýt nữa chỉ một nước nữa thôi là tôi bắt được tận tay đi với gái ôm nhau chặt cứng luôn. Vợ chồng với nhau như này mà ông ấy lừa rồi em á. Thế, cô là cô phải hết sức bình tĩnh nhá. Đấy, thế bây giờ ông ấy bảo là hôm nay ông ấy đi đâu? Thì ông ấy bảo ông đi uống rượu tiếp khách, ông không về ăn cơm với em. Thế à? À, ôi, cô Linh đi à? Mình. Anh Quân. Ờ. Thôi. Em xin phép em đi về nhá. Chị cứ ngồi đấy. Đi ngồi uống nước đã. Dạ chị... thôi, em ngồi cũng lâu rồi. Thôi, lúc khác. Chị cứ ngồi xuống xem nào. Chị ngồi đây. Mình định cáu quát gì đây? Trong người nóng nức bực bội, không thể kìm chế được. Anh vừa đi đâu? Thì anh vừa đi làm về. Đi làm về? Ừ. Thế sao anh bảo là trưa nay anh không về ăn cơm mà bây giờ anh lại bắt mặt về nhà? Thì sáng nay lịch là như vậy, nhưng mà tiếp khách xong thì anh thấy là thời gian từ giờ đến trưa nó rảnh, anh về tranh thủ ăn cơm với mình thế không vui hơn à? Thôi. Chị Linh nhỉ? Vâng đấy anh ạ, ở đời đúng là chỉ hơn nhau cái tấm vợ thôi. Thôi, mà đấy cô nữa là sướng lắm đấy nhá, ở đời là chỉ hơn nhau cái tấm chồng thôi, chưa còn tranh thủ là về ăn cơm với vợ. Thôi chị xin phép chị đi về. Thôi chị cứ ngồi xuống xem nào. Chị ạ, thực ra thì em cũng mới nhận công việc mới. Vâng. Cũng đi làm rồi tiếp khách suốt ngày. Dạ. Nhưng mà được cái là vợ em thương em, chăm sóc cho em lắm. Dạ vâng ạ. Cứ dặn chồng là uống ít thôi, phải ăn nhiều vào để giữ sức khỏe. Đúng rồi ạ. Chứ không là uống rượu nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng lắm. Dạ vâng. Thôi, thế sáng nay anh đi xe gì đi làm? Thì anh vẫn đi xe Everblade. Chứ con xe kia của mình thì anh phải để ở nhà chứ. Thế đúng rồi. Tưởng là đi xe gì thì không phải, Everblade thì đúng rồi. Này, sáng nay anh bảo anh đi làm nhá, mà rõ ràng có người nhìn thấy anh đèo gái đi ăn sáng nhá, mà còn ôm eo nhau tình tứ nói chuyện vui vẻ với nhau nhá. Thế mà để tôi ở nhà như này à? Ok, mình bình tĩnh nghe anh nói này. Đúng là từ sáng đến giờ anh đi xe Everblade đi làm, và từ sáng đến giờ anh làm việc cơ quan, anh còn chưa được ăn sáng này. Bây giờ tranh thủ về với mình lại nói như vậy. Thôi, không anh... hiểu là ai là cái người mà dám dựng ngược câu chuyện lên, độc mồm độc miệng để phá hoại cũng gia đình nhà mình. Thế bạn này chứ còn ai nữa? Ai? Là chị Linh đấy hả? Dạ. Chị nhìn thấy tôi khi nào? Sao chị lại nói như thế? Khổ quá. Đấy là tại cô thương này. Chứ thực ra là em đã nói hết đâu. Em mới bảo là vừa nãy là suýt nữa thì chỉ một nước nữa thôi là em nhìn thấy anh ấy. Đấy thì suýt nữa là nhìn thấy. Suýt thì là cái xe kia nó là 29906. Thế nhưng mà 29906 thì liên quan đến xe của tôi. Xe của tôi là 29907. Thế thì em mới nói là chỉ một nước nữa thôi còn gì. Chứ nếu không là 29907 thì hóa ra là em bắt tận tay thì còn gì nữa. Ôi giời ơi. Úi giời. Cái gì này? Úi giời. Em ơi. Bố ơi. Bố ơi. Gì? Hoàng ơi, ra đây có bảo này, ra nhanh lên. Cái gì mà phải nhanh, cái chúng mày làm gì mà cứ như cháy nhà cái gì? Bố ra đây, bố ra đây. Sao? Cái này còn quan trọng hơn cháy nhà, đây có phải là cái mà bố vẫn kể với con không? Bố nhìn thử xem. Đúng rồi con ơi. Đúng rồi con ơi. Bố ơi, sao chỉ có một cái bình cứ tự dưng bố với nhà con cứ cười phá lên, loạn cả nhà ra thế? Đây là một cái bình không bình thường. Đây là bình rượu mà có trong ghi trong gia phả nhà mình. Bình rượu truyền thuyết của họ nhà mình đấy. Lắm chuyện. Gia phả hay truyền thuyết nhá, thì nó không chỉ là cái bình rượu thôi. Mà bình rượu thì để làm gì? Chỉ để uống thì để làm gì? Lắm chuyện. Con phải chịu khó đọc báo con mới biết nhá. Có một cái tàu đắm của Pháp
mà ở dưới đấy người ta chỉ vớt lên được có mấy cái chai rượu ba tanh thôi. Thế... Ủa, hả? Cái đấy không phải gọi là rượu ba tanh mà là sâm tanh. Ừ thì đại loại là cái tanh tanh gì đấy mà uống nó có nửa giấm nửa rượu ấy. Này, người ta bán hàng triệu đô nhá. Trong khi đó cái rượu của nhà mình nó còn cổ hơn như thế nhiều. Nó còn cả đời ông nội Napoleon còn chưa sinh ra. Ôi, thế con nghĩ như thế này này. Sao? Mình bán luôn cái chai rượu ấy đi. Có khi á, số tiền đấy bố con mình mua được mấy cái biệt thự, đỡ phải làm vườn bố ạ. Con này cứ mở mồm ra nói là tiền, thôi. Tiền. Có những cái thứ nó còn quý hơn tiền. Tiền không mua được. Này. Bố này. Thôi bây giờ bố có ý kiến này nhá. Dạ. Một ý kiến này, bây giờ mình về rửa sạch đi. Dạ. Nhá. Ta lấy từ trên ban xuống 2 cái ly ngày xưa các cụ để lại. Bố con mình ngồi đôi ly nữa rồi chúng ta ra làm vườn. Dạ. Con không cần phải làm cỏ nữa. Lát nữa bố làm cho. Cũng không nhá. Cô đảm đả đừng có xem nào. Bia cho khác. Dạy vợ đi. Này, dạy vợ. Bia cho khác. Này, uống cái tôi đi nhá. Chị Na. Bố ạ. Chị bố gọi đang gì con ạ? Làm ở đây hả? Dạ, vâng. Bố đi cẩn thận ngã. Chị tránh nha, thế xem nào. Dạ. Chị đang bố tìm làm gì ạ? À? Bố tìm cái gì để con tìm cho ạ? À? Chị giấu cái chai rượu của tôi ở đâu thì chị bỏ ra. Rượu ở đâu? Bố, thôi. Bố say rồi, bố đừng uống nữa mà con cũng có biết đâu. Rượu uống không say thì rượu đổ lỗ chuột à? Đúng chị giấu của tôi không? Ơ kìa bố, khổ quá. À, thế nó đâu? Hình như là con thấy nhà con mang sang nhà ông Dỗ để nhậu rồi. Kìa không ngã. Cái gì? Chồng chị lại dám mang rượu của các cụ sang nhà thằng cha Dỗ à? Để tôi sang cho thằng cha Dỗ tôi đòi lại cái chai rượu. Bố ơi con bảo, bây giờ bố say lắm rồi. Bố cứ đi vào trong nhà ngủ đi, để con sang con lấy về cho vậy. Tôi định thân tôi đi, chứ không cần nhờ chị. Ok bố. Chị đi dọc đường chị làm rơi vỡ cái bình rượu quý của tôi. Bố. Thôi bố để con sang lấy cho. Để tôi. Bố, thì bố đi sang đấy bố mang gậy theo để làm gì? Để bố đánh chó. Để con sang lấy cho. Để bố đi đánh chó. Cha Dỗ. Ai à? Quân, quân ăn cắp. Mày tưởng là mày ăn được ông à? Ai à, đâu rồi? Mẹ Na đâu rồi? Na ơi! Na ơi, Na ơi, Na đâu rồi Na ơi? Na! Đây! Úi dồi ôi, thấy chưa? Cái gì? Em đã bảo rồi, là Tết nhất đến nơi rồi, rượu chè nó ít thôi, cứ uống cho lắm vào, thế làm sao mà mặt lại như thế này? Câu chuyện nó là thế này, hôm nay anh mới sang nhà lão Dỗ để thử cái chai rượu này. Rồi! Đến lúc mà ra khỏi nhà lão Dỗ, tự nhiên là phong ba bão táp, rồi là sấm chớp đùng đùng. Xong rồi ở đâu có một cái bóng đen nó đâu nó lao vào nó định nó cướp cái bình rượu gia bảo này, thế là anh mới dở mấy món võ gia truyền ra nào, cửu âm bạch cốt trảo này, giáng long tộc bát trưởng này. Ui giời, cuối cùng là anh vẫn bảo toàn được lực lượng giữ được chai rượu gia bảo, lại còn cướp được cả chiến lợi phẩm nơi về này. Chuyện quá đấy, bắt phải như cả rồi bố. Con gọi ngay thằng chồng con về đây. Bố ơi, bố đi báo thù cho bố, lấy lại sự công bằng cho bố, nó lấy mất cái đội đầu của bố rồi. Vâng vâng, thôi được rồi. Bố vẫn như mà cái thằng ấy. Bố cứ bình tĩnh, hôm nay con cũng gặp cướp nhưng mà con vẫn bảo toàn được lực lượng nơi này. Xong rồi con còn cướp được cả chiến lợi phẩm nơi này, bố nhìn thế này. Đúng mùi của bố rồi. Vừa. Thế là vừa. Bố ơi, thế là bố với nhà con gặp nhau ở ngoài ngõ. Thì chính hai người là hai cái bóng đen đấy. Và hai người đánh nhau ạ. Hả? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.